Chương trình thời sự tối nay xin được tiếp tục với các thông tin về tình hình mưa lũ ở miền Trung. Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đi kiểm tra tình hình và công tác ứng phó mưa lũ, ngập lụt tại một số khu vực trên địa bàn huyện Hòa Vang. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các sở ngành đơn vị liên quan. Đến kiểm tra tình hình ngập lụt tại thôn Tân An, xã Hòa Châu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chính quyền địa phương phải nắm chắc tình hình, chủ động rà soát, kiểm tra các điểm nóng ngập lụt, nhất là các khu vực dân cư, đê kè, các vùng trũng thấp, chuẩn bị các phương án ứng phó khi nước lụt dâng cao, bảo đảm an toàn tối đa cho tài sản tính mạng của người dân. Đoàn cũng đã đến kiểm tra khu vực đường DH8 thôn An Trạch, xã Hòa Tiến. Đây là tuyến đường thôn đang được xây dựng, hệ thống thoát nước chưa được đồng bộ, do vậy nhiều nơi bị ách tắc gây ngập úng cục bộ. Còn tại thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, mưa lớn đã làm ngập nặng 54 hộ dân. Đây là khu vực trũng có nền đất thấp nhất trên địa bàn xã, với hệ thống thoát nước chung chưa được kết nối, lại bị cô lập bởi một số dự án nên nước mưa rút rất chậm. Tất cả mọi cái này khớp nối thoát nước là đều phụ thuộc vô cái mương thoát nước và cái sân cách ly. Thì hiện tại thì khu vực còn chỗ này là theo thống kê địa phương là còn hơn 80 hộ, và ngày hôm qua thì nước của nhà là còn 54. Thì hôm qua thì em cũng cho phối hợp với dự án về cái sân ly đã đào thoát nước mở được phần liên chiểu là ngay chỗ vị trí dưới kia anh. Thì hiện tại thì nước đã nó rút hết ra khỏi 54 hộ rồi. Nhưng mà trên đường bê tông hiện tại là vẫn còn. Bà quan ở đây là có cái nhà máy xử lý nước thải liên chiểu và cái việc cái sân cách ly thì phía Hòa Vang là cơ bản là xong rồi, còn vướng mấy hộ của bên liên chiểu thôi. Thế còn bên này một cái chỗ đường Nam đường Tân Thành mà chỗ Hòa Liên báo cáo thì mình thống nhất thôi anh, em sẽ hôm nay thì mới nghe ông này nói thế, thì sẽ yêu cầu ban quản lý dân dụng đấy, ông sẽ làm trên sơ đồ xong bốc thăm và mình cam kết là cái phần đấy mình sẽ để lại và đẩy nhanh tiến độ để họ đi thôi. Theo tôi là bây giờ cái chỗ dự án thì phải đặt trong một cái tổng thể để xử lý lại hết cái phần quy hoạch các cái dự án. Nhưng mà cái quan trọng trước mắt ở đây là phải xử lý được cái kết nối cái hạ tầng thoát nước. Và cái đấy là cái gốc của vấn đề để giải quyết cho cái đời sống của người dân ở đây. Tại xã Hòa Liên, ngoài thôn Trung Sơn, các thôn Quang Nam, Trường Định cũng bị ảnh hưởng rất nhiều do mưa lớn. Một số hệ thống đường liên thôn bị hư hỏng, sạt lở nhẹ. Sau khi kiểm tra thôn Trung Sơn và nắm được tình hình các khu vực khác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý một số vấn đề. Tình hình mưa lũ sẽ tiếp tục có những cái trong những ngày tới sẽ có cái diễn biến phức tạp. Theo cái dự báo thì sẽ có một cái đợt áp thấp mới. Do đó thì công tác phòng chống mưa lũ của thành phố phải tiếp tục có cái sự quan tâm. Qua kiểm tra thực tiễn từ sáng giờ thì cho thấy là lãnh đạo thành phố, thì sở nông nghiệp phát triển nông thôn rồi cùng với huyện Hòa Vang, các đồng chí cũng đã có một cái sự chủ động trong các cái phương án và cũng bám sát rất là sát cái tình hình các cái vùng ngập lụt và có cái phương án xử lý thế rất là tốt. Đề nghị tiếp tục phát huy, đặc biệt là cái sự bám sát của lãnh đạo thành phố về chỗ sở nông nghiệp phát triển nông thôn, chỗ huyện Hòa Vang. Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đã đi kiểm tra đập Bara An Trạch và hệ thống thủy lợi tại hồ Đồng Xanh, Đồng Nghệ. Tại các nơi này, Phó Bí thư nhấn mạnh là các khu vực xung yếu cần phải được theo dõi sát sao và ứng phó kịp thời trong mùa mưa lũ. Riêng đập Bara An Trạch phải bố trí nhân lực để bảo đảm vận hành thông suốt, không để ùn ứ nước quá lâu tại một thời điểm. Có kế hoạch kiểm tra hạ tầng đập, gia cố hệ thống cửa sập, các khu vực thoát nước thường xuyên.